Để mà nói thì có nghĩa là một từ quá xịn sò và đẳng cấp. À, tại sao mà cái hương vị đầu tiên chúng ta cảm nhận trên những dòng xe này đó là cái mùi thơm đặc trưng. Đó. À, lúc mới cũng như lúc các bác có thể là cho xe ra sát vụn thì nó có vẫn có một cái mùi thơm đặc trưng cực kỳ là thú vị. Đấy. Cái thứ nhất là những người lạ mà những người mà hay kỵ rơm những cái mùi mà lên những chiếc xe này thì nó không bao giờ có cảm giác khó chịu hoặc bị say xe, bởi vì nó được trang bị tất cả các vật liệu là cao cấp các bác nhé. Các bác có thể nhìn qua thôi. À, ví dụ như cái ghế này, nó là da xịn. Đấy, da xịn thì nó khác với da công nghiệp và da hóa học là nó không phát ra những cái mùi khó chịu. Đấy. Và đây thì xe này thì nó rất là hay cái hệ thống những cái hộp đựng đồ, và ngoài cái hệ thống hút ẩm thì cái này các bác có thể để cái hệ thống hút ẩm ở đây. Nên tại sao mà cái xe này các bác chạy về trời mưa không bao giờ nó bị chấp hơi kính? Đó là những cái hay. Đấy. Và cái thứ ba thì phải nói là con này thì nó xịn sò rồi. Chúng ta phải bỏ ra khoảng 3 tỷ, hơn 3 tỷ thì mới sở hữu được cái xe có cái hệ cửa lock panorama toàn cảnh phía trước phía sau nhé. Đấy. Con này là cửa lock panorama toàn cảnh phía trước phía sau. Và hai ghế thì hoàn toàn được chỉnh điện. Đấy, và có 3 vị trí như ghế. Nhưng đặc biệt là cái giá của ngày hôm nay thì các bác không phải bỏ ra tới hơn 3 tỷ đâu. Và chiếc xe này bây giờ nó rất là rẻ thôi. Chỉ có hơn 500 triệu đồng một chút thôi. Các bác đã sở hữu được nó. Vậy thì các bác nhìn ngay cái bản tâm ly cánh cửa để thấy rằng nó có sự khác biệt đó. Tất cả là nguyên bản các bác nhé. Bao cam kết, bao trách chính hãng, cam kết bảo hành 1 năm sử dụng, bao không đâm xô, không thử kích. Đấy. Ghế chỉnh điện và 3 vị trí nhờ ghế, đó là cửa phụ thôi. Và dàn âm thanh thì nó phải biết nói thế nào nhỉ, nó quá hay. Đấy. Nhưng dòng xe Đức thì âm thanh nó hàng đầu thế giới, ngoài cái chất lượng an toàn thì dàn âm thanh nó cho chúng ta một cái mức độ trải nghiệm rất là thú vị và tuyệt vời. Và cái vật liệu trên này thì các bác có thể thấy ngay này, nó là da mềm này. Chứ bình thường những dòng xe khác nó chỉ là nhựa thôi. Đi thì một là lâu ngày thì nó xuống cấp thì nó gây ra cái mùi ô nhiễm, hai là nó gây ra tiếng ồn vì nhựa mà, nhưng đây là toàn da. Và đây là hệ thống vân gỗ cực đẹp đấy, các bác nhìn nào, quá đẹp luôn đó. Và tất cả cái viền này nó là nhôm đấy, nhưng không bao giờ xước, nhôm chống xước đấy. Và ở đây thì trang bị một cái màn hình 12,5 inch có dẫn đường vệ tinh và có đầy đủ các chức năng, các bác có thể thấy nó rất ok luôn nhé. Đó, rất ok luôn, cảm ứng tuyệt vời luôn, cực nhạy luôn. À, các bác có thể thấy nó quá ok luôn. Chúng ta có thể chuyển vị trí và giải màn hình này thì các bác có thể giải trí được rất nhiều cái chức năng. Đó, rất nhiều cái chức năng, chẳng hạn như YouTube rồi xem phim rồi nghe ca nhạc, dẫn đường vệ tinh, nói chung vân vân và vân vân. Và nó được tích hợp, nó là cam lùi. Đó, Full HD cực kỳ nét, một cái màn hình giải trí quá đẹp mắt. Và cái này thì nó là số điện. Đấy, bình thường những cái xe mà các bác thấy rằng tôi quay những đời cả 22, 23 thì nó vẫn là củ số này thôi. Nhưng đặc biệt bản này thì nó là cao cấp thì nó có số điện. Đấy, gảy số trên vô lăng. Các bác nhé. Đấy, gảy số trên vô lăng. Và có trang bị cái gì? Đấy. Gảy số, đây là chuyển số trên vô lăng và đây là gảy số vô lăng. Và tất cả chi tiết đây thì nó được ốp gỗ này. Đấy. Và có 3 chế độ chạy. À, hai thôi, C và S. Đấy. Và cái này thì nó có cái gì ạ? Vâng, rèm điện rồi. Các bác có thể thấy rèm điện nhé. Rèm sau là tôi có thể chỉnh rèm điện được. Nó xịn sò đến mức độ như vậy. Đấy. Đây, và tôi có thể chỉnh xuống này. Cũng bằng một nút điện thôi. Các bác thấy xịn sò chưa? Và hệ thống cửa lock thì các bác có thể thấy nó cũng rất là đơn giản thôi. Không có gì là nhiều, bằng một nút bấm thôi. Nó là một chạm. Chúng ta đóng rèm lock này. Đó, mở rèm lock này cũng là một chạm thôi. Đấy, nó auto toàn phần. Và các bác có thể thêm một chạm nữa thì nó sẽ mở cái cửa lock này. Đó. Tuyệt vời đúng không ạ? Nhưng được cái này nó là cửa lock toàn cảnh, nghĩa là hàng ghế trước và hàng ghế sau toàn bộ phần lock. Nên là các bác có thể là trải nghiệm vào một cái mùa thu mát dịu như thế này thì nó vô cùng tuyệt vời. Nó vô cùng tuyệt vời. Đấy, và ở đây thì nó được trang bị điều hòa hai vùng đồng lập. Đây các bác có thể thấy nè, hai vùng độc lập đây, vùng 2, vùng 1 đó. Và có hệ thống lọc và khử mùi trong xe. Đấy, lọc không khí. Và ở đây thì trang bị một cái đầu đĩa CD cho chúng ta trải nghiệm, một cái đầu đĩa CD là 6 đĩa cho chuẩn âm thanh CD.
nó cực kỳ hay các bạn nhé. Đó, vậy thì chúng ta cần nhìn cái bản trung tâm đây thôi, nó rất là tuyệt vời, là nhôm phay. Đấy, cái vật liệu cao cấp thì qua bao nhiêu năm nó cứ như mới thôi các bác ạ. Đó, còn dưới này thì đương nhiên là những cái hộp đồ có hai lớp, hai lớp nhé, lạp điện thoại và tẩu thuốc này. Đấy, và để đồ. Đấy, các bác có thể đưa vào một lớp nữa là hoàn toàn nó rất ok. Và ghế là da zin xịn sò. Vậy thì nó xịn như thế rồi, và có ga tự động cruise control này, có hạn chế tốc độ này. Đấy, đèn auto, vạt mưa auto này, gãy số vô lăng này. Nói chung không thiếu cái gì. Và chúng ta đi vào hàng ghế sau một chút xem thực sự nó như thế nào. Đằng trước thì nó quá tuyệt vời rồi. Vậy thì đằng sau. Ồ, đằng sau nó mới xịn sò nữa này. Dù sao một cái xe một dòng dành cho các doanh nhân thì đương nhiên các bác chỉ có thấy rằng điều hòa đằng sau cũng có thể chỉnh được, chủ động chỉnh được nhiệt độ và cái lượng gió mà không liên quan đến người lái phía trước các bác nhé. Đây là cái hay này. Đấy, cửa, ngoài cái cửa gió đây thì cái bên cạnh kia nó cũng có cửa gió để nó tạo cho một cái luồng gió nhiều chiều. Đấy, nên chúng ta có cái cảm giác nó không bị sốc, nó rất là dễ chịu, nó lan tỏa khắp xe. Thì đấy là những cái điều hay, và đặc biệt hai cái màn hình giải trí cho hành khách phía sau. Đó. À, tôi đã chia sẻ rất là nhiều rồi về cái vấn đề là cái ghế của xe này. Đầu tiên là cái độ ngả ghế, độ vát ghế, nó cho chúng ta một cái cảm giác ngồi rất là dễ chịu, thoải mái. Đấy. Và ở đây thì nó có một cái bệ tì tay để cốc, nhưng trong này các bác có thể để được hai cái điện thoại, và chúng ta ấn ở đây thì có thể để được hai cốc nước. Đấy, các bác nhé, rất là ok. Và nó sang xịn đến mức là tất cả từ cái tựa đầu các bác nhìn, nó quá ok, vâng, quá xịn sò luôn. Đấy, cái này là nội thất thì màu này là ok. Và dưới này thì nó có trang bị một cái đầu đĩa hình. Đấy, để phục vụ hai cái màn hình hành khách phía trên các bác nhé. Nhưng cái này thì chắc các bác cũng rất là ít dùng thôi. Đấy, rất là ít dùng thôi. Đó, tất cả là ghế da xịn sò qua thời gian. Và sàn 5D, độ rộng rãi thì miên man. Và các bác hãy chuyển sang cái vị trí của bên lái để thấy rằng cảm nhận chiếc xe thì nó thực sự như thế nào. Đấy. À, chúng ta có thể thấy là rem thì rem điện rồi. Và đây, tất cả bản tắp nâu tắp ni cũng là da xịn sò qua thời gian. Và cái độ hoàn thiện của chiếc xe Mercedes thì thực sự nó rất chi tiết. Từ cái đường may, đấy, từ cái khe khít và tất cả mọi thứ nó rất liền lạc và đẹp. Đó là sự hoàn thiện của dòng xe cao cấp. Đấy. Và nó tạo lên hai cái lồng gioăng, lần gioăng để cách âm chống ồn tốt hơn. Một lần gioăng đây và một dòng lần gioăng sẽ bám sát vào cái mép này. Và chỉ có trên xe Mercedes thì các bác có thể thấy ngay. Đấy, thấy ngay nhé, hai lần gioăng. Và gioăng nó rất là bền, một lần gioăng này và một lần gioăng nỉ này. Nó cực kỳ bền, và chúng ta đóng cửa lại thì thấy độ khít và độ chắc chắn của cửa. Nó cực kỳ là tuyệt vời. Và khi chuyển sang vị trí ghế lái thì các bác mới thấy rằng đây là cái vị trí mà người cầm lái bao giờ cũng là người kiểm soát chiếc xe. Thì họ có được ưu tiên những cái vị trí để chỉnh. Đấy. Thì ngoài những chức năng là ba vị trí như ghế như bên phụ và ghế chỉnh điện các bác nhé. Và đây là chỉnh đầu. Và gương kính chỉnh điện thì toàn bộ kính là auto. Và đây là chúng ta có thể kéo cái phanh tay khi chúng ta đạp phanh. Và cái này là đèn thì auto chúng ta không cần nói rồi. Đó. Và cửa gió điều hòa thì trau chuốt một cách rất là tỉ mỉ, và đặc biệt cái vô lăng. Ngoài cái vật liệu da cao cấp nó còn nguyên bản thì nó cũng được ốp gỗ để sờ nó rất là mát tay. Khi cầm lái rất là thú vị và thích thú các bác nhé. Đó. Nó quá ok luôn. Vậy thì xe mới chạy được 12 vạn km. Và 12 vạn 120.000 các bác nhé. Tương đương 120.000. Chiếc xe đang nổ máy nhưng thực sự nó rất là êm. Và dàn âm thanh thì cực kỳ là hay rồi. Nó quá thú vị. Đó, các bác có thể thấy rằng nó cực kỳ luôn. Và chúng ta có thể thấy rằng các chức năng chỉnh ghế thì có nhiều bác không biết thì tôi cũng xin giải thích luôn. Đầu tiên cái này là chỉnh tựa đầu. Thì các bác có thể nhìn vào cái tựa đầu của ghế, tôi có thể chỉnh nâng lên và hạ xuống. Đó. Và cũng để thấy rằng khẳng định cái chất lượng chiếc xe là hoàn hảo, vẫn đang hoạt động một cách tốt. Đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đây là độ ngả ghế. Đấy, độ ngả ghế thì các bác có thể thấy đấy, đấy. Đó. Có thể là chỉnh ghế làm xoài ra được các bác nhé. Đó, và đây là lên xuống của ghế. Đó. Lên ghế chỉnh là cực kỳ nhiều hướng và nó còn êm du và tất cả chức năng hoạt động còn như mới. Đó, và các bác nhìn lại một chút để chúng ta thấy rằng chiếc xe nó đẹp miên man đến cỡ nào. À, đó.
Và bây giờ thì tôi xin khép lại phần nội thất để xin giới thiệu tất cả các anh chị phần bên ngoài của chiếc xe một cách chi tiết và đầy đủ hơn để các bác có thể hiểu rõ để sở hữu nó. Tại sao nhiều người đặt câu hỏi bảo Phúc ơi, thế tại sao một cái chiếc xe nó đắt tiền như thế mà bây giờ tại sao nó rẻ như thế? Thì cũng xin thưa các anh chị, tất cả những chủ nhân khi bỏ tiền ra lúc mới 3 tỷ trên 3 tỷ đồng để sở hữu một mẫu xe E300 đấy, thì thực sự là những người phải nói rằng có tiền. Nói ngắn lại, gọn lại là có tiền. Và khi có tiền, người ta muốn thay đổi xe thì cái chuyện bán lỗ bao nhiêu điều đó đối với họ nó không quan trọng. Nó không quan trọng. Nên khi các bác bây giờ mới được sở hữu những mẫu xe này giá trị đẳng cấp, cao cấp, đắt tiền nhưng lại rất rẻ, thì đó là những cái lý do. Cũng như bản thân thôi, tôi mua một cái xe ngày mai tôi lỗ một vài trăm triệu cũng là bình thường. Quan trọng là tôi thích đổi là tôi đổi thôi. Thì lúc đó giá trị đồng tiền đối với chúng tôi thì cái sở thích của chúng tôi nó cao hơn đồng tiền. Đó các bác nhé. Vậy thì các bác đi vào Hàn Quốc sau. Đấy. Rất có nhiều bác có thể là băn khoăn. Thì tôi đã từng nói rồi, thực sự cái sự hoàn thiện của xe mẹt nó quá là hoàn hảo. Nên có những cái mà cá nhân tôi thấy rằng có những cái nó không cần thiết nó phải xịn sò như vậy. Nhưng xe mẹt kể cả là cái phần không cần thiết, họ cũng trang bị một cách tối ưu những vật liệu cao cấp. Sự hoàn thiện của nó cực kỳ hoàn hảo, các bác có thể thấy. Đấy. Nó cực kỳ xịn sò. Đấy. Ngoài những cái giá trị của xe và tính năng option, và dưới này thì được cái là lốp dự phòng là 5 lốp theo xe, các bác nhé, 5 lốp theo xe. Và cốp đằng sau thì cũng rất là rộng rồi. Đấy, rất là rộng rồi. Cái này thì miễn bàn rồi. Đấy, quá rộng rồi. Đây, vì đây là mẹt E300, nó là bản cao cấp nhất của mặt E có E200, E250 và E300. Thì đây là bản E300. Thì các bác có thể thấy cái phần đèn thì nó trang bị những cái dải đèn nét cực kỳ cao cấp. Khi chúng ta nhìn lại gần đây, nó tầng tầng lớp lớp. Đó, nó rất là tuyệt vời. Khi chúng ta đi buổi tối mà cộng hưởng với dải đèn phanh nữa thì không có gì phải nói. Đấy, các bác mà xem đấy, tiếp bên này các bác có thể, và các bác có thể ngắm nhìn toàn cảnh chiếc xe một chút đi. Đó, ngắm toàn cảnh nó. Đương nhiên là la răng đa chấu, đa chấu và 4 phanh đĩa ABS hiệu suất cao. Đấy, cỏ dòng xe mẹ nó cực kỳ an toàn. Và đèn tích hợp bao rẽ trên gương và phần đầu thì các bác có thể thấy đèn tôi đã bật sẵn lên rồi, nhưng nó cực kỳ là sáng. Được trang bị tới 2 đèn bi tinh cầu thủy tinh. Đấy, chứ không phải là bình thường. Và có rửa đèn, có cảnh báo va chạm bốn quanh xe, và có giải đèn LED định vị ban ngày. Đấy. Và mặt ga lăng của xe mẹt thì nó là ngôn ngữ thiết kế nói chung của mỗi dòng xe khác nhau, thì nó rất là sang xịn với những thanh mạ cờ đồn. Đấy, rất là tuyệt vời các bác nhé. Và các bác có thể đi sang bên này một chút để chúng ta ngắm toàn cảnh ngoại thất của chiếc xe một cách chi tiết và đầy đủ. Đó. Và tất cả sản phẩm xe Đam Mê thì tôi nói rồi, đều có cam kết bảo hành 1 năm về khoang động cơ. Đảm bảo với các bác là bán hàng có văn bản. Đó. Xe không đâm xô, không thủy kích cầm nước. Các bác yên tâm. Nếu mà các bác tìm ra những cái lỗi đó trong vòng 1 năm, các bác có thể quay trả lại xe chúng tôi hoặc đổi xe khác, và chúng tôi phải có trách nhiệm trả lại các anh chị tiền. Đó, khi chúng tôi thông báo cái sản phẩm không đúng. Đó. Vậy thì các bác ngắm quanh một vòng để thấy được cái giá trị của một chiếc xe mà E300 một vòng. Đấy, sau đó chúng ta sẽ đi vào khoang động cơ để cảm nhận chất lượng chiếc xe, và cuối cùng là phần gầm. Vì chúng tôi làm bao giờ cũng là những dòng xe chất lượng, nên chúng tôi bao giờ cũng quay cái phần gầm. Vì cái phần gầm là cái phần đề rất là nhạy cảm. Đấy, nó có thể xảy ra va chạm rồi rất nhiều cái vấn đề vùng miền. Nó thực sự là có tốt hay không? Thì chúng ta có thể thấy rằng phần gầm là phần vô cùng quan trọng. Khi chúng ta xem được phần gầm đấy, thì chúng ta sẽ định hình được ngay chiếc xe nó có chất lượng hay không. Thì xin mời các bác đi vào trái tim và linh hồn của chiếc xe. Đó. Với thanh chống thủy lực thì nó cực kỳ là mỹ mãn và khỏe khoắn rồi. 3 điểm chốt của cabo nó rất là vững chãi. Và đây là động cơ V6 3.0, vì nó là bản cao cấp nhất các bác nhé. Thì các bác nhìn, cần nhìn cỗ máy nó zin xịn sò như thế này. Đó. Các bác có thể nhìn nhé, từ khe kẽ, từ mọi vấn đề, nó còn sáng và zin từng con ốc. Cam kết với các bác là zin xịn sò luôn. Đó, chất này, chất của nó thì miễn bàn luôn. Đấy, các bác có thể thấy rất là ok. Thực sự tôi thì tôi có quan điểm là tôi thích chạy cái hệ thống máy hút khí tự nhiên như con này. Chứ máy turbo thì nó không có một cảm giác là nó sung sướng. Bởi vì turbo đạp thì nó hơi trễ và máy thường nó hơi nóng.
và đương nhiên là nó sẽ ổn hơn là máy hút khí tự nhiên. Nên con này là hút khí tự nhiên các bác nhé. Đấy. Đây là một chiếc E300 được sản xuất năm 2009. Và xe thì miễn bàn về chất. Và giá thì chỉ có 540 triệu đồng. Và chỉ có 540 triệu đồng các anh chị đã sở hữu được một mẫu xe đến 3 tỷ, trên 3 tỷ đồng. Vậy thì máy quay, hãy quay một vòng rộng ra cho các anh chị ngắm toàn cảnh chiếc xe một cách đầy đủ và chi tiết hơn. Đó. Vâng, nếu thực sự bác nào mà quan tâm thì chúng ta hãy đến tại địa chỉ đối diện khách sạn Trường Thành, đường An Định, thành phố Hải Dương các bác nhé. Đấy, để chúng ta cầm lái trải nghiệm trên đường chiếc xe. Hoặc nhấc máy gọi ngay cho Phúc XO 0935 32 33 33 để là chủ nhân chiếc siêu xe và một siêu phẩm vô cùng giá trị. Ngày xưa thì chúng ta có thể thấy rằng xe mẹt thì nhiều bác vẫn là rất là lo lắng về đồ linh kiện hoặc là sửa chữa chi phí nó cao. Nhưng mà đó là chuyện của ngày xưa thôi. Còn bây giờ thì xe mẹt nó là dòng xe cực kỳ phổ thông rồi, đi đầy đường rồi và ở đâu cũng có chỗ bảo dưỡng sửa chữa, không cứ là cứ phải vào hãng các bác nhé. Và chi phí sửa chữa bảo dưỡng thay thế đồ đạc thì cũng rất là dễ và rẻ thôi. Rất là rẻ thôi. Vậy thì các bác cứ yên tâm và sở hữu một cái dòng xe vô cùng giá trị này. Vậy thì bác nào quan tâm tới giá trị chiếc xe mẹt E300 được sản xuất năm 2009 này thì chúng ta hãy cùng nhau đi xuống phần gầm để tiếp tục xem thực sự chất lượng chiếc xe nó có xứng tầm với những gì ở phần nội thất và ngoại thất mang lại hay không. Đó, các bác nhớ thả tim, thả like, ủng hộ Phúc Yo và đăng ký kênh Xe và Đam Mê để nhận được những cái clip mới nhất tại kênh Xe và Đam Mê mỗi khi đưa lên các bác nhé. Và một lần nữa, Xe và Đam Mê và Phúc xin cảm ơn tất cả anh chị luôn luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ một cách nhiệt thành. Xin cảm ơn các bác. Vâng, xin mời các bác đi phần gầm đi ạ. Vâng, đây là phần gầm của chiếc mẹt E300 các anh chị nhé. Các bác có thể thấy ngay là cái mẹt có sự khác biệt. Những cái dòng xe khác thì cái phần mà bảo vệ máy nó chỉ là nhựa thôi, nhưng đây này, cả một tấm thép nên các bác va chạm vào đâu thoải mái, không sợ bị ảnh hưởng đến lốc máy. Cái này thì tôi để nguyên. Đấy, để cho các bác thấy ra sự khác biệt. Và hệ thống treo ok thì nó hợp kim nhôm, chứ tôi không phải sơn nào, tôi làm gì nó trắng, bởi vì cái tem đây này các bác này nó còn zin nguyên bản. Đấy. Thì đây nó hợp kim nhôm. Hợp kim nhôm thì nó có giá trị là một là giảm trọng lượng, hai là tăng độ cứng và ba là nó bền mãi qua thời gian. Đấy các bác nhé. Đây sự khác biệt tại sao mà xe mẹt đi nó đầm chắc. Đấy. Nó giữ được cái thân vỏ của lá cực kỳ nặng thì nó mới dùng những cái vật liệu cao cấp. Và nó là dòng xe cao cấp nên các bác thấy thì từ củ phanh lên mã này. Đấy, nó chuẩn men đến mức độ như vậy các bác nhé. Đó là sự khác biệt của xe mẹt. Đấy, các bác có hiểu rõ từ tem với mác giảm sóc còn gì nguyên bản này. Đấy, xe mẹt nó rất là bền, nhưng nhiều lúc các bác có thể thấy rằng cái lo nó hỏng hỏng làm sao được. Nó rất là bền, bền hơn cái dòng xe khác nhiều lần. Đấy, các bác có thể thấy dòng xe khác tôi quay lên thì gầm bệ thậm chí nó han rỉ rồi. Dù đời rất là cao nhưng xe mẹt kể cả 100 năm thì gầm cứ sáng như này. Bởi vì vật liệu chẳng hạn như tôi nói là cái bô này. Tôi chỉ nói là cái bô này, đây là bô zin của nó, là logo của mẹt này. Logo của mẹt nhé, đều có mã số logo hết. Vì nó là thép không rỉ, thép trắng không rỉ. Nên các bác thấy rằng nó không bao giờ bị han. Dù nó chịu cái nhiệt nóng từ cỗ máy xả ra nó vô cùng lớn. Đấy. Từ những thanh này nó cũng là kim nhôm luôn. Đấy, cái tem này mọi vấn đề nhé. Làm nó cực kỳ chắc chắn với sự khác biệt và những cái hộp sàn của nó không bao giờ có dấu hiệu của cái sự han hoặc đổi màu, nó cứ xanh nẹt đi. Đương nhiên thép không gì và thép cường lực tăng cái độ cứng của chiếc xe, một cái tuổi thọ của nó rất là cao. Đó là sự khác biệt đó. Và cách âm chống ồn thì nó tuyệt vời rồi. Đấy, xe mẹt mà, nhất là dòng E300 này thì càng tuyệt vời hơn. Đấy, logo thương hiệu của mẹt zin hết các bác nhé, rất thích luôn. Và mẹt được trang bị cầu sau, cầu đẩy thì bao giờ nó cũng khỏe và khi vận hành thì nó vững chãi hơn. Thì đó là đặc trưng của xe mẹt là cầu đẩy. Lực đẩy bao giờ nó cũng lớn hơn và các bác có thể thấy ngoài cái hệ thống vật liệu cao cấp thì hệ thống treo đa điểm, rất nhiều thanh treo thì toàn bộ nó là hợp kim nhôm hết nhé. Đấy, nó cái chất sáng trắng tinh như vậy. Nó rất là tuyệt vời. Đấy, rất là tuyệt vời các bác nhìn này. Dịp nguyên bản mã của nó. Ở đâu có mã? Đó là cái bảo vệ thương hiệu của mình, thì xe mẹt ở đâu nó có mã, dù là một cái chi tiết nhỏ nhất nó cũng đều sử dụng mã. Cái này có hai bô, đấy, hai ống xả và đầu dắt xi thì các bác yên tâm không phải sợ va chạm này. Khi quay như này thì các bác yên tâm này, đầu dắt xi này, tất cả là
Ok, zin nguyên bản. Đấy. Đấy, các bạn cũng thấy là giá trị của xe mẹ, cứ lo nó hỏng hỏng làm sao được. Đây, đầu ra xì đây, zin nhé. Xe và đam mê thì bán cửa hàng có cam kết, các bác yên tâm là chúng tôi quay một cách rất là kỹ và các bác xác minh được ngay chiếc xe từ xa, không mất thời gian. Đấy. Khác với các kênh khác, họ không bao giờ quay gầm, quay bẹ và không bao giờ chi tiết cho các anh chị xem đâu. Bởi vì tôi khẳng định là xe và đam mê có một cái thương hiệu rất là uy tín, nên luôn luôn làm dòng xe chất lượng, nên chúng tôi cố gắng là quay một cách đầy đủ nhất. Xem thì nó mất thời gian một tí, nhưng nó lại mang lại cái giá trị rất lớn khi các anh chị mà quan tâm đến những chiếc xe qua sử dụng tại xe và đam mê, đó là sự khác biệt. Và cảm ơn các bác rất là nhiều, nhớ đăng ký kênh ủng hộ và thả tim thả like nhé. Và cảm ơn các bác. Đó là chi tiết toàn bộ phần gầm của chiếc Mercedes E300.